Rồi lớn lên nhà mình nha. Dạ. Món quà tặng. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Một cái áo khung. Ừ, hôm qua em cũng không mừng tượng được anh như thế nào nữa. Dạ. Cái hôm nay em có mua size này gì? Size gì? Con size gì? Size L. Em mua size L. Size của Linh rồi. L đi. Nó cùng size với tôi đó. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo nhìn chững chạc. À, nhìn chững chạc. Sơ mi con thích sao? Dạ cũng có, nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok, đó cùng nhau đi đổi. Cái lạnh gấu băng này để cho mỗi đi mình ôm nhớ đứa con. À, mỗi đêm nhớ. Rồi, ôm con đó nha. Rồi, hai đứa tâm sự đi. Anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Chứ lúc đầu anh mừng tượng em sẽ như thế nào? Cũng giống vậy. Dạ. Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với bạn gái dạ. Mà em cũng hơi suy nghĩ xíu, tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già. Nhà dạ. của em thì ở Gò Vấp. Qua Bình Dương thì 13 cây, bằng em ra quận nhất. Thì cũng gần. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? Ở với mẹ, với cậu và với dì. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái hàng rào thôi ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em là Trương Nguyễn Hoàng Minh, năm nay em 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Minh làm gì Minh? Dạ, làm kỹ thuật điện. Minh ơi, Minh hồi hộp, rung lắm, sao mà Minh ngắt ngang cái chữ ngộ quá vậy Minh? Dạ, cũng hơi hồi hộp. Giờ nghe bạn gái giới thiệu nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, chào nhà trai, chào tất cả mọi người ở đây. Con tên là Trần Thị Như Quỳnh ạ. Năm nay con 24 tuổi, nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng ạ. Con làm đâu? Dạ, con làm ở công ty Micro Asset ạ. Ở quận nhất à? Quận nhất hả? Dạ. Con sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ con sống ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh à. Dạ. Gò Vấp Bình Dương cũng không xa mấy. Quỳnh 24, Minh 23. Dạ. Tình hình nó cũng hơi căng chút xíu. Có gì đâu căng. Mình thấy sao Minh? Dạ cũng được. Cũng được ha. Dạ. Nhưng mình là nam mình phải kêu bằng em nha. Dạ. Kệ. Nhường nữ trước đi ha. Bây giờ Quỳnh con Lady nói. First. Con nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là một người hoạt bát, hoài đồng, vui vẻ, thân thiện. Con chịu học hỏi, con có tính siêng năng cần cù. Khi mà mọi người tiếp xúc và đi chơi với con á, thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Con có điểm yếu gì không? Con hơi ngây ngô, dễ tin người. Dễ tin người, có dễ bị dụ không? Không, dụ thì không được, nhưng mà ý là con tin á. Với lại con hay tự biên kịch trong đầu con nhiều cái, làm cho con tệ hơn. Ý là con bị suy diễn hả? Dạ đúng rồi, con hơi suy diễn nhiều vấn đề một chút. Nhưng mà cái suy diễn đó là nó mang tính tích cực hay tiêu cực? Dạ thường hơi tiêu cực một chút. Hơi tiêu cực dạ. Đúng không? Làm cho mình buồn, dễ stress đúng không? Dạ. Sao cưng? Con nghe bạn tâm sự thấy sao? Dạ được. Ok. Mình nói cho bà mối biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh là sạch sẽ, gọn gàng và hòa đồng với mọi người. Điểm yếu có điểm không? Yếu hơi nhút nhát với ít nói thôi. Tại vô đông người thì ít nói. Ít nói. Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu là hay quên. Mình nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Đi về đây cô hỏi bên đây nha. Quỳnh có mấy mối tình rồi con? Dạ con có hai mối tình. Mối tình đó xảy ra cách đây 8 năm. Lúc con học cấp 3 và tới giờ là con chưa có mối tình nào. Cái đó là vậy là 8 năm trước là cái mối tình đó thời học sinh thôi đúng dạ, không? Dạ, là năm lớp 11 và lớp 12. Ừ, đó dạ. là thời học sinh. Dạ, đúng hoa không? Có sâu đậm không? Dạ không à. Hồi đó còn trẻ, còn nhỏ, không có suy nghĩ nhiều. Thì giờ con vẫn là bạn với hai người bạn đó. Như vậy có nghĩa là mình chưa xếp cái đó vô gọi là tình, dạ, gọi là đúng. Tình mối tình dạ, đúng nghĩa được đúng không? Dạ. Đó. Dạ, như vậy là hai đứa là đồng thanh đồng thủ đó. Rồi. Đều là tinh khôi hết á. Mình nói cho bên đàn gái biết mình đang đi tìm một nửa yêu thương của mình về hình dung như thế nào? Mô hình lý tưởng là giống giống ai cũng quên luôn rồi nữa. Giống Hồng Vân, Hồng Quỳnh Đào. Ví dụ như là bạn gái bên đây sẽ không giống bất kỳ một cái hình mẫu lý tưởng nào của con á, thì
thì lúc đó con sẽ như thế nào? Nguyễn yêu thương là được rồi. Yêu thương đúng không? Dạ. Ok. Trời ơi, cái mặt dễ thương quá chứ bộ. Tôi dễ sợ luôn rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú. Cái này mà gương mặt này mà nếu mà cần cảnh vô về mặt điện ảnh là có nét lắm á. Dễ nhớ ấn tượng nữa. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ thì mình cho đàn trai biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Con đơn giản lắm, giống chú là được. Nhìn phúc hậu giống chú. Giống chú hả? Phúc hậu là có nghe. Có nha. Chú thì là cũng không có giống gì hơn á. Cũng giống giống chú á. Dễ thương ha. Được à, đẹp trai chú. Được không? Trời, ngoại hình thì con không quan trọng. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân để coi góp ý cho con thêm thôi. Dạ, con đi với mẹ và ba người bạn thân của con. À, có mẹ nữa hả? Dạ. Rồi. Rồi, mời mẹ cho ý kiến nào. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay và chào nhà trai. Cháu nó thì ngoan, hiền, hiếu thảo nhưng có một điều là hơi bừa bộn một chút đó. Nên là nếu mà có gì thì về hai đứa bảo nhau. Có gì thì con cũng phải nghe lời bên đó. Đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà con mà với bạn ở bên đây mà hợp nhau thì bấm nút. Rồi, cảm ơn mẹ. Mình cảm nghĩ về chờ đang gửi tương lai mình thôi. Cháu Minh này thì thấy được đó, thấy hiền lành chất phác đó, cùng quê Bình Dương với tôi luôn. À vậy à, hay đúng quá. Rồi. Dạ, thủ châu một Bình Dương nè. Ủa vậy đó hả? À. Trời ơi khỏe be rồi. Đẹp trai Quỳnh Linh luôn hết chưa? Không, không đẹp bằng Quỳnh Linh đâu. Đó, chưa tút lên thôi. Vô đây chú tút lại cho đẹp luôn. thấy là thấy bự con đó là bự. Thấy được rồi đó. Rồi cảm ơn nhà gái. Minh đi với ai nè? Đi với dì, cậu với mợ. À dì, cậu, mợ giống như cha mẹ luôn rồi ha. Rồi mời đại diện nhà trai. Rồi, xin chào MC Quyền Linh với MC Hồng Trân. Chào nhà trai. Chào đàn gái. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là vậy là vui lắm rồi. Thấy bên đây là cũng kết rồi đó. Kết luôn rồi đó. Hai bạn rất là xứng. Bấm nút đi cho nhau một cơ hội. Mình tìm hiểu mình sẽ đến với nhau luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi chúc mừng. Hai đứa nó hợp nhau, nhìn nó tròn tròn, múp múp giống nhau ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Hai trẻ trao đổi rồi coi có nút bấm hay không, mình chưa biết nha. Mở rào. Bắt đầu cho mình nha. Cố lên nào. Hít thở thật sâu vô. Mạnh mẽ lên. Mời lớn lên nhà mình nha. Dạ. Cái quà tặng... Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Một cái áo khung. Ừ, hôm qua em cũng không mừng tượng được anh như thế nào nữa. Yeah. Cái hôm nay em có mua size này gì? Size gì? Có size gì? Size L. L. Em mua size L. Size của Linh rồi. Đổi eo đi. Nó cùng size với tôi đó. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo nhìn chững chạc. À, nhìn chững chạc. Ủa sao mi con thích sao? Dạ cũng có, nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok, đó, cùng nhau đi đổi. Nhưng là gấu bông này để cho mỗi đi mình ôm nhớ đứa con. À, mỗi đêm nhớ. Rồi, ôm con đó nha. Rồi, hai đứa tâm sự đi. Anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Chứ lúc đầu anh mừng tượng em sẽ như thế nào? Cũng giống vậy. Dạ. Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với bạn gái mà dạ. Mà em cũng hơi suy nghĩ xíu. Tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già. Nhà dạ, của em thì ở Gò Vấp. Qua Bình Dương thì 13 cây, bằng em ra quận nhất. Thì cũng gần. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? Ở với mẹ, với cậu và với dì. Giờ làm dâu được không? Hỏi tới coi sao. Dạ, mốt em gì có thể làm dâu bên đây được không? được. Hỏi là thí dụ như tụi mình đồng ý khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Nếu mà mình tìm hiểu khoảng được bao mấy năm thì mình mới tiến được tới hôn nhân. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Anh thì cỡ 25, 26 là được. Cái đó là lúc em suy nghĩ khi em chưa gặp anh thôi. Yeah. Tới nắm tay bạn gái cảm nhận thế nào đó. Hai người nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng bạn gái. Nắm tay nhau hợp chặt,
giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ ghi nhận, sẽ cùng nhau đi tới con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em ơi xin em hãy bước đi. Gùng quá hậu của anh hết. Trời thấy thương không? Quỳnh hát tặng lời cho Minh mà gì đi. Không, vẫn nắm tay, vẫn nắm tay. Đừng có buông tay, đã nó hát nắm tay nhau thật chặt nắm rồi. Tay thôi. Em đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta đi thật mau, chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai này có nhau. Thức giấc để em còn được thấy ánh mắt của anh nhẹ nhàng, nắm đôi tay của em không xa rời. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu, anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Ta sẽ bước chân thôi. Nói câu gì rất được rất gan nói đi Minh. Em có đồng ý thì hãy cho nhau một cơ hội. Được chưa Minh? Dạ được chú. Rồi trở về ghế đi nào. Cảm giác yêu chưa? Rồi chú. Rồi đúng không? Tay rồi, nút để thương con. Sức luôn, để tay nút bấm nè. Hả? Đây, bây giờ là do bạn gái thôi. À mình thích thì mình bấm nha Minh. Mình là đàn ông mình chủ động. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. 2 3 Hết thời gian. Con không bấm hả? Lý do sao Quỳnh không bấm? Con cũng không biết nói sao, nhưng mà con nghĩ là con tôn trọng cảm xúc của con á. Thật sự nếu con rung động con sẽ bấm, tại con chưa rung động với bạn. Ở đây thì mọi người cũng ngỡ ngàng hết trơn, cũng có một chút tiếc nuối. Thôi hãy giữ lấy những kỷ niệm mà mình đã có. Rồi hôm nào đó mặc vừa cái áo, kiếm Quỳnh nói anh mặc vừa áo rồi, em có bấm nút hay không? Biết đâu lúc đó Quỳnh thay đổi bấm. Nha. Thôi tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thôi bây giờ mình tạm chia tay mỗi đứa một hướng đi. Rồi cuộc đời là như thế.